Bảo dạo này người ta kiểm tra cấu nhiều quá, mà nhà mình thì nhiều cấu quá. Mẹ đang tính là đưa con ra cửa hàng bán cấu có được không? Không đi hả? Rồi thế giờ mẹ đấu với con chỗ khác được không hả? Sao mẹ nuôi được không? Xem con mẹ nuôi có đến không à? Mẹ nuôi không đến mẹ đưa con đi được không? Được hả? Rồi thế mẹ đưa con đi sao mẹ nuôi ha? Sang ở đây mấy ngày? Hãy mang quà sang nghe mẹ nuôi à? Ấy đúng là hiểu chuyện quá. Ấy mang luôn cơm đi à? Bên nhà mẹ nuôi không có cơm của Bảo mà đúng không? Ấy mang cái này đi ạ. À? Ừ, thôi rồi mẹ mang đi cho Bảo ha. Nhà mình ơi, đây là sản phẩm mới ha. Cái này là cái ăn thì rất là tốt cho cái bạn nào mà thiếu canxi ha. Thì rất là nhiều thịt ha, rồi rau củ quả các thứ ha. Đây là sản phẩm mới ha, một bịch này là 2 kg cả nhà ha.